Chào mừng các bạn đến với vlog của Joyce. Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi hội chợ Nhật Bản ở Orange County nha. Bây giờ mình sẽ đi mua vé vào cổng. Vé vào cổng là 10 đồng một người. Hội chợ Nhật Bản này diễn ra vào 3 ngày cuối tuần là thứ 6, thứ 7, chủ nhật, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10. Hôm mình đi cũng là ngày hội chợ kết thúc. Mới bước vào cổng là tranh thủ chụp hình liền. Nhiều bạn còn cosplay nhân vật mà họ yêu thích nữa nè. Nhìn ngầu ghê ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đi tham quan nha. Ui, đây là nghệ thuật gấp giấy origami nè các bạn. Sao mà khéo tay quá vậy nè. Một em như vậy là 20 mấy đồng á. Còn đây là mấy em thú bông đang bằng len nè. Đáng yêu quá trời luôn. Chỉ cần 12 đồng, các bạn đã sở hữu một em móc khóa vô cùng xinh xắn như thế này đây. Mình cũng muốn mua lắm, nhưng mà mình sợ mình để mình lăn qua lăn lại xong rồi thành màu cháo lòng luôn. Lại là một gian hàng thú bông khác, và ở đây chủ yếu là Pokemon. Thẻ bài Pokemon nè. Ui, đừng nói cái này là thẻ bài vua phép thuật nha. Hồi nhỏ là mình hay ra đấu bài với mấy bạn trong xóm lắm á. Ở đây bán nhiều thứ lắm luôn. Nào là áo thun, hình dáng, dù Nhật Bản, túi xách, tranh Nhật Bản, bông tai và những món trang sức khác. Ví dụ như là dây chuyền, nhẫn, kẹp tóc. Đây là những chiếc máy bán đồ chơi quả trứng. Chỉ cần nhét tiền xu vào máy, sau đó xoay nút vặn cho đến khi đồ chơi rơi ra. Thế là bạn đã có một em trứng, đựng bên trong là những đồ chơi nho nhỏ xinh xắn rồi. Còn đây là trò chơi vớt cá bằng vợt giấy. Mình nghĩ cái này nhanh tay lắm thì vớt được lần đầu tiên thôi, còn lần thứ hai là nó rách liền. Ở xa xa kia là sân khấu chính, là nơi biểu diễn những tiết mục về văn hóa Nhật Bản. Không biết bây giờ đang trình diễn tiết mục gì đây ta? Ồ, hóa ra là người ta đang biểu diễn mổ cá ngừ. Đứng coi hồi lâu là thấy vừa mệt vừa đói mà vừa khát nước rồi đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi order nước trước ha. Quán này có bình nước nhìn cưng dễ sợ luôn. Bình nhỏ thì có giá 8 đồng, bình vừa thì 15 đồng, còn bình lớn thì 18 đồng. Gudetama nè, con Minion nè. Trong lúc chờ để lấy đồ ăn thì mình cùng nhau xem thử người ta sẽ làm món này như thế nào nha. Mãi vô, mãi vô. Đi hội chợ thì không thể không mua xiên nướng, đúng không ạ? Thế là mình quyết định chọn quán này. Hi, may I have a one sweet tour? 36 and one chicken pork belly. No, just that. Just that one. Of course. Anything else for you? No, that's it. So one teriyaki squid, one chicken pork belly spear plate. That's gonna be total 49. Okay. Mùi thơm của mực nướng đã dẫn em tới đây. Trời ơi, nhìn người ta nướng mực nhìn ngon chưa nè. Không chỉ có mực nướng đâu nha, còn có thịt bò nướng, thịt heo nướng, thịt gà nướng nữa. Thơm quá đi, nướng lẹ đi anh ơi, em đói sắp xỉu rồi. Ở bên ngoài còn để một cái bàn trưng bày những hộp đồ ăn mẫu. Một phần thịt nướng như thế này sẽ đi kèm với rau và xà lách. Còn xiên nướng thì sao? Sẽ nhìn như thế này nè.
thật ra là ăn cái hộp xiên nướng là đã no ứ ự rồi, nhưng cái bụng của mình vẫn không chịu. Mình phải lượn thêm mấy vòng để xem xung quanh còn bán cái gì ngon nữa không. Cháu thấy mình lượn dữ quá nên mấy anh tặng cho mình cái quạt nè. Đứng quạt cho mát rồi có sức lượt tiếp nha. Nói chứ tính mua thêm mà ăn không nổi nữa rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình chuyển sang tiết mục giải trí khác nha. Ý, chỗ sân khấu hồi nãy người ta ngồi đông kín người luôn. Chắc là sắp có tiết mục gì rồi đây. Mình thấy chỗ này rộng lắm luôn. Không chỉ có khu vực bên ngoài thôi đâu, mà còn có khu vực ở trong nhà nữa nè. Ui, ai mà thích sưu tầm những nhân vật hoạt hình chắc là thích quầy này lắm. Những em tượng này có giá từ 20 tới 50 đồng. OC Fair không chỉ có hội chợ Nhật Bản thôi đâu, mà còn có rất nhiều hội chợ với nhiều chủ đề đa dạng khác nhau. Các bạn vào trang web sau để cập nhật lịch sự kiện cũng như những hội chợ sẽ được tổ chức trong thời gian sắp tới nha. Đi hết các quầy ở khu vực trong nhà cũng là lúc mình phải về nhà rồi. Cảm ơn các bạn đã xem vlog của mình. Đừng quên bấm subscribe và follow mình để luôn nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!